Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Hà Đông điều tra làm rõ nghi án người phụ nữ bị sát hại xảy ra trên địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông. Liên quan đến vụ việc này, bà Y, hàng xóm, là một trưởng hội đoàn thể tại phường Phúc La cho biết nạn nhân sinh sống tại căn nhà trên cùng chồng và hai người con. Theo bà Y, sáng sớm cùng ngày, một người con của nạn nhân đã phát hiện mẹ tử vong tại tầng 2, trong phòng ngủ, nhiều đồ đạc bị xáo trộn. Sau giây phút kinh hãi, người con đã gọi điện cho bố và bà ngoại, người chồng của nạn nhân đã trở về nhà ngay sau đó. Trước đó, ngày 20 tháng 10, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ án mạng này. Nạn nhân trong vụ án là chị DTT, sinh năm 1980, sống tại một căn nhà 4 tầng liền kề ở khu giãn dân Văn Quán, phường Phúc La. Theo hàng xóm, nạn nhân là người hiền lành, tính cách hòa đồng. Theo thông tin ban đầu, con gái của nạn nhân từ tầng 3 xuống tầng 2 để đi học thì phát hiện thi thể của người mẹ nên gọi điện báo cho người nhà gần đó và cơ quan chức năng. Khi vụ việc xảy ra, chồng nạn nhân đang đi công tác, nạn nhân ở nhà cùng con trai lớn học lớp 9 và con gái nhỏ học lớp 6. Nạn nhân tử vong do bị tác động vào vùng đầu, làm mất nhiều máu. Nghi ngờ đây là vụ việc trộm đột nhập vào nhà, bị chủ nhà phát hiện nên đã ra tay rồi tẩu thoát. Cơ quan chức năng đã trích xuất camera quanh khu vực khẩn trương điều tra.